Từ khi em thôi bé dại là khi quanh em bao nhiêu đổi thay, giống như là con thuyền nhỏ trôi về nơi xa, về đâu trong cơn bão sâu. Hàng đêm em luôn đợi chờ tình yêu mang đến cho em bình yên, thế nhưng vì sao anh ơi, sao người dối gian, tìm đâu cơn gió nhẹ nhàng. Lần đầu tiên gặp gỡ ánh mắt thâm thiết anh trao đến em, làm lòng em nhiều lúc bối rối chẳng biết anh đang nghĩ gì. Và dường như ngày tháng yêu thương trong em đã trao cho anh, nụ hôn kia là tình yêu em với anh. Đường tình yêu lạc lối đã cuốn mất hết con tim chúng ta, bởi vì anh là kẻ dối cha chỉ biết sống cho riêng mình. Vậy thì thôi đành xóa hết những ký ức khi ta bên nhau, để lòng em nhẹ nhàng hơn khi vắng anh, bước qua lối bây giờ mình vô nhà luôn hả chị? Ừ. Nhưng chắc gì giờ này nó đã về đó nhà. Thì cứ vào đó đón lỏng nó trước đi. Dạ. Đi. Đây, đây, cô Bi đứng đây. Bà mặc áo cho con nha. Con không mặc áo này đâu. Ừ. Chứ cô thích áo nào? Con chỉ thích cái áo nào có hình siêu nhân thôi. Ừ. Áo hình siêu nhân ba đâu có đem theo đâu. Ba lúc nào cũng quên. Thôi con chịu khó đi ha, bận đỡ áo này đi ha. Mai mốt đi về nhà, ba cho con mượn áo hình siêu nhân. Vô, giỏi. Bye. Hả? Ba cái gì cũng quên vậy. Mẹ lúc nào cũng cho con mặc đồ con thích. Rồi, ba hư quá, ba xin lỗi, ba hay quên quá à. Ha? Ba có muốn nói chuyện với mẹ? Vì mình gọi cho mẹ nha. Dạ. Ừ? Đây, để ba bấm số mẹ cho. Ừ. Rồi, ba gọi cho mẹ. Rồi con sẽ kể cho mẹ nghe chuyện hai cha con mình sẽ trốn tìm, ha? Dạ. Alo. Em hả? Anh nè. Mọi chuyện ổn không anh? Ổn, em yên tâm. Anh đang ở đâu vậy? Gần Phan Thiết, trong thị trấn nhỏ. Anh thấy đêm rồi, cho nên là hai cha con muốn phòng nghỉ, ngủ tới sáng rồi đi luôn. Khoan anh cứ ở đó đi. Khi nào mà ba kêu về thì anh hãy về. Cứ để mọi chuyện cho ba sắp xếp đi. Ờ, anh biết rồi. Ủa mà em, ba có nói gì anh không giờ? Nói cái gì? Ờ, tại sáng nay nói chuyện với ba đột ngột quá. Lúc đó hơi rối trí. Anh sợ là lúc đó có chuyện gì thất lễ với ba. Anh đừng có lo, chuyện nhỏ thôi mà. Anh chỉ sợ con rể nói chuyện với ba không nên thân, rồi bà giận, mai mốt con cho uống rượu nữa. Giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả? Con ngủ chưa anh? Chưa. Anh mới cho nó ăn tối, rồi mới tắm xong nè. Vậy cho em gặp con đi. Bin, nói chuyện với mẹ này con. Con nghe mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, gì đó. Sao giờ này con chưa ngủ nữa? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ biết rồi, mẹ cũng nhớ con lắm đó. Chừng nào mẹ về với con? Ừ, ngày mai mẹ sẽ về. Bây giờ con ngoan, phải nghe lời ba nghe chưa? Bin ngoan mà. Sáng nay con còn chơi trốn tìm với ba nữa đó. Chơi trốn tìm ở đâu?
ở chợ bán sao, rồi chui vô nhà vệ sinh, rồi ra ngoài rợt, chơi vui lắm. Vui lắm hả con? Dạ, nhưng mà mệt. Sao con mệt? Ba cũng con đi ra ngoài rừng, đến tối con đói bụng. Vậy ba cho con ăn cái gì chưa? Dạ có, ăn ngon lắm. Ăn cái gì con? Ba và con bánh mì chả. Thôi cô Bình của mẹ ngoan, đi ngủ sớm đi, rồi mẹ sẽ về sớm với con nha. Mẹ nhớ giờ nha. Mẹ biết rồi, con ngủ đi. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con và ba ngủ ngon. Con cúp máy nha mẹ. Ê, khoan. Rồi, bị cúp luôn rồi. Thôi rồi, đi ngủ. Rồi, đi ngủ ngoan nè. Nha, hôm nay mình phải ngủ sớm. Nhà cửa không có ai mà chó sủa dữ vậy? Cũng may là còn cái chìa khóa mà ông định gửi mình trước khi đi xa. Chị hai, có người trong nhà. Lộn người rồi. Đâu đó? Sao mà lại tới đây? Cậu không cần phải quan tâm, cậu chỉ cần biết chính mắt tôi đã chứng kiến cậu giết một cô gái. Mà muốn gì? Cậu nghĩ xem, cậu có gì để tôi muốn chứ? Nếu không muốn bị tóm gọn thì mau chuồn khỏi đây nhanh lên. Cậu đúng là làm cho tôi quá bất ngờ. Khi nhớ chuyện vợ con của ông Đồng mà tôi đã thân tình kể cho cậu nghe, rồi cố công đi tìm kiếm và gài bẫy con bé. Đã vậy, bây giờ lại còn mang cốt nhục của nó về cho ông Đồng để hưởng lợi. Tôi quả thực đã đánh giá quá sai về cậu. Chuyện đời ai làm được gì thì cứ làm. Cái bà bỏ người ta tìm được, có gì đâu mà lạ. Nhưng mà cậu có biết những việc cậu làm là hại chết tôi không? Vậy bà đi đi. Ở đây làm cái gì? Cậu nói đi. Mục đích thật của cậu là gì? Bà biết rõ như ban ngày. Còn hỏi tôi làm gì? Tôi không tin. Tôi không tin là mục đích cuối cùng của cậu chỉ đơn giản là giúp cho gia đình ông Đồng sum họp. Ý bà là gì? Người ta nói vẽ rách
cũng đỡ nóng tay. Cậu nghĩ rằng một mình cậu có thể đối phó được với ông Đồng sao? Và cậu đừng quên, giờ ông ấy đã biết Mai là con của ổng, con bé của cậu, lẫn thằng nhóc của thằng chồng sao. Cả hai đều là cháu ruột của ông ta. Mà con của thằng chồng sao, nó lại là con trai. Cậu nghĩ cậu có thể có lợi thế hơn được sao? Lợi hại gì tôi cũng không muốn dính dáng đến bà. Thiệt là tiếc, bởi vì cậu không tin tôi. Bà có gì để tôi phải tin? Cậu xem cái này đi, rồi lúc đó cậu sẽ biết tại sao tôi biết được tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Vậy bà làm gì được tôi? Hôm nay tôi biết được chuyện này. Ai mà đoán được ngày mai tôi có thể biết được chuyện gì nữa. Ví dụ như là chỗ cậu giấu con bé chẳng hạn. Bà thử động đến con tôi đi, rồi bà sẽ biết. Hôm nay tôi đến đây không phải để gây thù chuốc oán với cậu. Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ bỏ qua tất cả những chuyện cậu đã lợi dụng lòng tin của tôi, trở mặt hại tôi vì lợi ích riêng của cậu. Rồi sao nữa? Bà giúp tôi được chuyện gì? Cho cậu một lời khuyên để cứu mạng cậu. Ai cần lời khuyên của bà? Tôi đã nghĩ tình xưa, mà cậu thì không. Tôi đã có vợ con. Chuyện của tôi với bà ngày xưa, tất cả đã qua rồi. Nghe có vẻ rất đau lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật thôi. Còn một điều nữa mà bà phải chấp nhận. Là điều gì? Bà hãy để cho tôi yên, đừng bao giờ xí vào chuyện của tôi nữa. Vĩ ơi, Vĩ thông minh tỉnh táo của tôi ngày xưa đâu rồi? Ý bà là gì? Chính đêm qua cậu đã gây ra một sai lầm lớn. Cậu nghĩ rằng người ta sẽ để yên cho cậu tiếp tục để truy sát thằng Định hả? Không để yên thì làm gì được tôi? Vậy là cậu đã đánh giá ông Đồng quá thấp rồi. Ông già rồi. Ông ấy già, nhưng tiền của ông ấy thì không già. Tiền của ổng có thể mua cả 100 thằng thuộc hạ như cậu hoặc hơn cậu, sẵn sàng xử cậu bất cứ lúc nào mà ông ta muốn. Vậy là bà cũng coi thường tôi rồi đó. Vì không coi thường cậu nên tôi mới cho cậu một lời khuyên. Đừng bứt dây động rừng nữa. Tốt nhất cậu nên lặng đi cho yên chuyện. Lúc này chẳng những ông Đồng không tha cho cậu, mà ngay cả công an họ cũng không tha cho cậu đâu. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên trốn liền đi. Tôi nói cho bà biết, chưa giải quyết xong thằng chó đó, tôi không đi đâu hết. Chỉ là chuyện đàn ông đàn bà, cần gì mà cậu phải giận đến nỗi mất khôn như vậy. Tôi không chịu được, nó hơn gì tôi. Trong tình yêu thì sẽ không có kẻ hơn và người thua. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết nó biến khỏi cuộc đời này. Cậu điên mất rồi. Tôi cho cậu biết, một khi người ta đã muốn bỏ mình thì cho dù cậu có giết thằng tình nhân này, nó cũng sẽ có thằng tình nhân khác.
cậu có thể nào giết hết đàn ông trên thế gian này không? Cái quan trọng là cậu phải nhìn ra sự thật nó không hề yêu cậu. Chuyện của tôi bà đừng có lo, bà lo chuyện của bà đi. Cậu biết không, chính tôi cũng muốn tất cả bọn họ biến hết đi trong cuộc đời của tôi, để tất cả những gì thuộc về tôi phải là của tôi. Nhưng tôi không để cái sự tức giận của tôi làm cho tôi mất khôn như cậu đâu. Bây giờ cậu đã hại chết con bé trên kia, người ta sẽ truy lùng. Lúc này chắc chắn ông hai cũng đã báo cho ông đồng biết là tôi đang ở đâu. Tôi không muốn liều mạng của mình vì sai lầm của cậu nữa. Tôi đã nghĩ cho cậu rất nhiều nên tôi mới ở đây cho cậu những lời khuyên. Nên giữ mạng mình đi, mọi chuyện cậu có thể tính sao được mà. Cậu còn nhiều cơ hội khác để hành động, đừng có cố chấp mà làm hại tới bản thân. Lúc đó chết không ai cứu được cậu đâu. Vậy thì bà hãy chống mắt lên coi ai chết. Anh Định, anh Định ơi, anh Định ơi, anh Định, anh Định có nhà không vậy? Được rồi, cảm ơn cô.
Đêm qua mọi người thấy điều gì không? Tôi không biết nữa. Em với anh ơi xa quá. Chị thì sao? Dạ, tôi cũng không biết nữa chú. Anh nghe nè. Anh Định hả? Lại Lại chết rồi anh. Cái gì? Em nói Lại chết ngay trong nhà của anh rồi. Nhưng mà tại sao lại có chuyện như vậy? Em không biết. Sáng nay em mới phát hiện ra. Chuyện gì vậy? Anh về ngay nha. Anh đang ở đâu vợ? Anh đã đưa cô Bin về Sài Gòn để gặp mẹ. Nhưng mà mai nói là mẹ sẽ về Buôn Mê Thuột, nên cha con không cần phải đi nữa. Đã ngủ trong phòng trọ nè. Anh về ngay liền đi. Về liền bây giờ hả? Công an nói là dì Lại chết trong nhà của anh, nên anh phải về liền. Phối hợp điều tra tìm ra hung thủ chứ. Ừ, được rồi. Anh nghe em, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng phải về ngay. Đừng để bị tình ngay Lý Giang nha anh. Đừng để họ nghi ngờ mình không tốt. Anh biết rồi, anh về liền. Thôi được rồi, em cúp máy nha anh. Em còn phải lo cho con Lai nữa. Tội nghiệp nó lắm anh ơi. Cô Bin, dậy đi con. Hai cha con mình về nhà. Hai cha con mình cùng về nhà nhé. Mình đi ba. Đi con. Alo, chị Mai, có ai gặp chị nè. Alo. Em hả? Em nghe đi. Lại chết rồi. Cái gì? Lại chết rồi. Sao Lai lại chết? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà Thúy nói là Lai bị người ta đâm chết trong nhà mình. Chết trong nhà của mình luôn hả? Bây giờ anh cũng không biết sao nữa. Rồi Thúy kêu anh phải về gấp. Khoan đã, anh về như vậy nguy hiểm lắm. Để em nói chuyện với ba xong rồi em gọi lại cho anh nha. Công an họ cần gặp anh hợp tác để điều tra. Vì Lai chết trong nhà mình mà anh lại không có ở nhà nữa. Anh nghĩ là họ đang nghi ngờ anh đó. Anh chờ em chút đi, để em hỏi ý ba rồi em gọi lại cho anh. Ừ, vậy thì em nhanh đi. Anh dọn đồ xong rồi anh trả phòng luôn nha. Dạ. Chuyện gì vậy con? Ba, Lại chết rồi, bây giờ phải làm sao? Bọn này đúng là to gan quá. Nhưng mà sao họ lại làm hại Lai chứ? Con không thấy người ta chết trong nhà con hay sao? Người mà tụi nó muốn hại chết là chồng của con đó. Cô ta bị nhầm lẫn nên chết quan thôi. Như vậy thì anh Định cũng không có về đó được. Bây giờ thằng Định bị kẹt giữa hai bên, nó không về thì công an sẽ nghi ngờ nó. Càng kéo dài thì nó sẽ càng bị bọn thằng Vĩ và bà Yến giàn cảnh đổ tội cho nó. Nếu anh ấy về thì anh Vĩ và bà Yến đâu có tha. Tụi nó tưởng tụi nó là trời. Ngoài sáng thì thằng Định sẽ có công an bảo vệ. Ngay khi trở về Buôn Mê Thuột, ra trình diện công an để công an bảo vệ nó. Còn trong tối bà sẽ lo. Được không ba? Con cứ tin ba đi, thằng Định sẽ an toàn. Vậy để con gọi điện cho ảnh nha. Con mau gọi điện cho ba nói chuyện với thằng Định. Alo, anh nghe nè. Anh Định hả? Anh nói chuyện với ba nha. Alo, con đang ở đâu vậy? Dạ con đang trên xe, trên đường về nhà. Con phải cẩn thận để ý. Chỗ công cộng thì không sao, về tới nơi là con đi thẳng tới công an trình diện liền luôn nha. Không được đi đâu lung tung. Dạ, con biết rồi ba. Ở chỗ công an sẽ là chỗ an toàn cho con nhất. Dạ, không ai đổ gan vào đó đi làm hại con đâu. Có chuyện khác bên ngoài để ba lo. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ba.
Alo, đã tìm được họ chưa? Ok, chuyện này tuyệt đối không được để sơ sót nha. Đêm qua đã xảy ra chuyện lớn rồi đó. Thì ra cậu cũng biết rồi hả? Tìm nhanh lên, tụi này nó liều mạng lắm rồi. Ok, có gì lập tức báo cho tôi biết. Sao rồi ba? Con yên tâm, thằng Định và cô Bin sẽ không sao đâu. Vậy bây giờ mình đi nha. Ừ. Chị đi cẩn thận nha. Ừ. Chị Mai, chị đi cẩn thận nha. Nhớ quay về sớm với tụi em. Anh đi. Dạ. Anh đi nghe mẫn. Dạ. Cậu Vĩ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi cần gì phải suy nghĩ? Tôi cũng ước gì tôi có thể bỏ mặc cậu. Cô Vinh hả? Vào trong phòng, chị nói chuyện. Dạ, chị cho gọi em. Em cầm lấy số tiền này, rồi thu xếp, rời khỏi Việt Nam càng nhanh càng tốt. Còn chị? Tôi tự lo được. Vậy em phải về Mỹ luôn hả? Cậu cứ về trước đi, tôi xong việc tôi sẽ về. Tụi em không yên tâm để chị ở đây chút nào. Sao bà không về cùng với tụi nó, ở lại đây làm gì? Cậu cứ mặc kệ tôi, mau thu xếp, càng nhanh càng tốt. Đừng để cho ông đồng ổng phát hiện ra là cậu theo tôi qua đây. Vậy chị cẩn thận nha. Ừ, biết rồi. Chào chị, em đi. Chị có quen biết với nạn nhân hay không? Thì lâu lâu tôi qua mua hàng của cô ấy thôi hả? Mà hình như dạ, quá, tôi thấy có hai ba người lãng nhãn ở đây nè. Em cũng rõ được. Trước khi xảy ra sự việc, chị có gặp nạn nhân không? Dạ có, tôi thấy cổ đi hướng bên kia kìa. Này hả? Đây, đây, đây. Chị nghĩ mày, dạ. Chị có biết là hướng này đi đâu không? Không. Tôi mới tới đây à. Cảm ơn chị. Dạ, tụi nó rút hết rồi anh. Cảnh sát đang phong tỏa khu vực này. Ở đây chỉ còn lại người dân xung quanh và người thân của nạn nhân thôi. Dạ, bây giờ em đang đứng ở trước nhà Định nè. Chưa xa đâu, chú tìm mấy thị trấn lân cận thử. Dạ, em sẽ xới hết mấy cái khách sạn và nhà nghỉ. Chắc là họ chỉ trốn ở đó thôi. Nghe nói có một nghi vấn là đêm hôm kia có một người đàn bà trung niên đến tìm Định. Bà ta đi chung với một thanh niên. Họ đã gặp và nói chuyện với Lai. Miêu tả giống như trong hình anh đã mail cho em. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ. Chú có chắc lo liệu được không? Anh yên tâm. Nhớ là đảm bảo an toàn cho thằng Định. Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn chú. Anh có cần gì thì cứ gọi em. Ok. Ba, sao rồi ba? Tôi nói rút hết trơn rồi. Vậy là tình hình ổn thôi hả? Hiện có cảnh sát ở đó con. Thằng Vĩ này nó rất ngoan cố. Đã đến nước này rồi, nó không dễ bỏ cuộc đâu. Thêm bà Yến giúp sức, nó như cá gặp nước. Đúng là mã tập mã, ngu tập ngu. Sao con không khuyên thằng Vĩ thử một tiếng? Con gọi điện cho ảnh rồi, mà ảnh tắt máy. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi. Con cũng được buồn. Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết của nó.
không ngờ. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Ai mà ác độc như vậy không biết nữa. Trước giờ nó có gây thù chuốc quán với ai đâu. Thiệt là không hiểu nổi. Mà anh Định sắp về tới chưa? Nghe báo là đang trên đường về. Cũng tội, khi không xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Mà tội nhất là Lai thôi. Ngồi đi anh. Đừng buồn nữa, em bình tĩnh lại đi. Ráng lo cho Lai yên ấm. Làm sao em không buồn cho được. Anh nhìn thấy cảnh Lai bị hại như vậy, làm sao anh chịu nổi chứ. Anh biết, anh biết là cô ấy đã mắc quá đau đớn rồi. Nhưng mà em nghĩ là em khóc như vậy, Lai có yên lòng hay không? Em mà biết là ai hại Lai là em có tha cho nó đâu. Chứ em nghĩ anh sẽ tha cho tụi nó hay sao? Lai ơi, thôi mà em. Em bình tĩnh lại đi. Em còn khách khứa nữa mà em cứ khóc sùm như vậy sao được. Thôi vô đây ngồi đi em. Bữa ăn đầu tiên ở Việt Nam của tôi sau bao nhiêu năm xa quê. Không ngờ nó lại xảy ra như thế này. Thế này là thế nào? Không sum họp, không vui vẻ, phải ngồi ăn với những vẻ mặt lạnh lùng trong một cái khách sạn tỉnh lẻ như thế này. Vừa ăn còn phải vừa suy nghĩ nữa. Vậy ra chỗ khác cho tôi ăn. Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một chút cho đời bớt khổ sao? Đúng là ăn kiểu này cũng chẳng ngon lành gì cả. Tôi đi rửa tay rồi lên phòng đây. Anh cứ ngồi đó từ từ mà hưởng thụ nha. Thằng này nhìn mặt rất quen, nó lại nhìn mình một cách kỳ lạ. Có khi nào là tay chân của ông Đồng cử đến đây để tìm mình không?
ông ta đã cho người tìm đến tận đây để thủ tiêu mình. Vậy là không được rồi. Mình phải về Mỹ liền thôi. Ken, mày vô coi bà làm gì trong đó mà lâu vậy? Dạ. Dạ, em không thấy bà ta. Gì kỳ vậy? Nãy giờ mình đứng đây mà, đâu có thấy bà ta đi ra đâu. Đi. Nó là người của ông Đồng. Sao anh biết? Mày không thấy thái độ của nó hả? Dạ, em cũng thấy lạ lạ. Có thằng nào dám nhìn tao cái kiểu đó không? Nó muốn thì em chơi nó liền, cho bỏ tặc láo. Mày bình tĩnh đi. Thằng đó chưa được lệnh kiếm chuyện với tao. Có thể nó đang tìm bẫy. Đúng rồi, nó từ trong hành lang đi ra, chắc là nó muốn bắt bẫy. Lên phòng của bà. Sao rồi? Dạ em mới giáp mặt với bà Yến à. Rồi sao? Em mất dấu rồi. Bà ta là người thông minh lắm, cậu đừng có chủ quan. Dạ. Bà ta còn đi chung với một nhóm nữa anh. Cùng thằng Phỉ phải không? Dạ. Nên em cũng không muốn manh động vào lúc này. Lỡ xảy ra chuyện gì á? Mà công an nhúng tay vào thì mệt lắm. Suy nghĩ chu đáo vậy thì tốt. Dạ. Vậy thôi nha anh. Dạ có gì em sẽ gọi lại cho anh sau. Ừ. Dạ. Ba, bộ có chuyện gì hả? Chúng ta không thể chủ quan được. Nhưng mà là chuyện gì? Đàn em của ba đang ở Việt Nam. Nó thì có vẻ chu đáo và cặn kẽ, nhưng ba sợ tụi nó không phải là đối thủ của thằng Vĩ và bà Yến. Như vậy thì mình phải làm sao? Ba cũng không muốn hai ta phải chống đỡ hai hướng. Phải gom bà Yến và thằng Vĩ vào một chỗ. Có ba ở đây sẽ dễ dàng trong trường hợp này hơn. Nếu thằng Vĩ ở đây mà bà Yến trở về Mỹ thì không hay chút nào. Nhưng làm sao ba có thể nghĩ là bà Yến có thể sẽ trở về Mỹ được? Bà ta đã chạm mặt với đàn em của ba và bà ta đã thoát được. Ba nghĩ bà không dại dột mà ở lại Việt Nam đâu. Nhưng nếu về Mỹ, bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để tìm được Ghi Ghi. Một khi bà ta đã có Ghi Ghi trong tay, bà sẽ gây áp lực cho bà. Có được Ghi Ghi của con hả? Vậy bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Bà ơi, bà suy nghĩ cách giùm con đi. Chứ bà ta mà có được Ghi Ghi là con chết luôn đó. Phải tìm mọi cách ngăn bà ta không trở về Mỹ. Vậy thì bằng cách nào? Bà đang suy nghĩ. Dùng vũ lực ồn ào sẽ dễ mắc sai lầm. Mình phải tìm cách thông minh và kín đáo hơn. Vậy thì bằng cách nào? Nhưng mà bà cứ suy nghĩ đi, đừng để cho Ghi Ghi lọt vào tay bà ấy. À chị Mai, lúc trước khi mà chị trốn anh Vĩ đó, chị có nhờ một người đúng không? Hình như người đó là bạn của chị trong sòng bài thì phải. Tân là ai vậy con? Anh Tân là người không thua gì anh Vĩ. Anh chính là người đã giúp con thoát khỏi anh Vĩ ngày xưa đó ba. Nếu như trong lúc này có thêm một người giúp chúng ta thì cũng biết mấy. Minh, quay đầu xe lại đi, chạy đi gặp anh Tân một chút. Dạ.
cửa đi. Có chuyện gì vậy? Vô trong đi, vô trong rồi hãy nói chuyện. Người của ông Đồng đã tìm ra tôi rồi. Có tôi ở đây mà sợ cái gì? Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nó là chân rết của ông Đồng ở Việt Nam. Đường dây mối nhợ hắn đều biết hết. Nó làm gì được tôi? Đây là địa bàn của nó, chứ không phải địa bàn của cậu. Cậu không sợ nhưng mà tôi sợ. Nếu sợ bà còn lẩn quẩn ở đây làm cái gì? Bà không về bên đó đi. Ở đây vướng bận chân tay của tôi. Vĩ, hãy nghe tôi nói một lần. Lần này thôi. Nếu như bà khuyên tôi về Mỹ cùng với bà, tôi không nghe đâu. Cậu hãy dừng tay khi còn kịp. Chuyện vẫn chưa tới nỗi nào. Dù gì cậu cũng là cha của cháu ông ta. Ông ta vẫn có thể nể tình mà tha thứ cho cậu. Tôi sống với ông ấy gần 30 năm rồi. Nếu như mà oán hận gì thì chắc ông ấy cũng để cho tôi chết trong nhẹ nhàng. Cuộc sống của tôi như thế này, tôi còn sợ gì cái chết nữa. Gương mặt của bà xanh như tàu lá kìa. Điều tôi sợ nhất không phải là cho tôi. Bà có lòng với tôi như vậy sao? Giờ mình tính sao anh? Chờ nó luôn trong đêm nay hay sao? Chứ còn chờ đến lúc nào nữa. Nhưng em ngại là... Mày ngại cái gì? Nè, buông tôi ra. Không nói nhiều. Lớn tiếng. Cắt cổ bà bây giờ. Đi. Bà cứ ngoan ngoãn ngồi im vào đó. Nếu bà thích cứu cứu á thì cứ việc kêu thoải mái đi. Không ai cứu bà đâu. Người chồng anh dối người nhiều lần. Bà đừng sợ, tôi là người của anh Vĩ, tôi đón bà đi. Đã quá yên sâu khổ đau, xin người tha thứ một lần. Về với anh nhiều ngày ta mới hẹn hò, đẹp biết bao sao người chẳng thiên ngang. Cho dù anh yêu em, cho dù anh hy sinh vì em, anh đã cố gắng thật nhiều vì chính em. Nhưng người sau cứ lạnh lùng, bỏ hết đi trong lòng em chỉ có một người đang yêu em, một người đang bên em, chẳng phải anh. Dạ, nhưng mà bà phải đi lại con đấy nha.